Cây này là cây cây tự động. Tự động ASR. Tự động Mỹ nha anh. Rất là đẹp. Cây này cây phong nhỏ. Cái dòng tự động này nó có phong nhỏ và phong to, nhưng mà cây này là cây phong nhỏ nha. Tình trạng nó còn rất là đẹp. Lớp mạ vàng của nó còn bóng ghê luôn, còn rất là đẹp ha. Đó, ASR nói chung hàng xưa còn vậy là quá đẹp nha anh. ASR ha, tự động Mỹ, bấm nút nó tự nhiên nắp tự lên lửa ha. Đó. Tự động thì nó tiện lắm, mình chỉ việc bấm nút. Đây, cho anh coi cơ chế của nó. Đó. Ngầu ha. Cầm cái bật lửa lên chắc chắn lắm. Anh nào mà thích nhỏ gọn, thích đọc, thích nhỏ gọn thì lấy nó ha, mạ vàng rất là đẹp. Cái này còn còn khá khá là đẹp luôn. Đây. Đó. Bắp bên của nó ha, mọc của nó, mọc vừa bắp bên của nó ha. Cái này là cái ngàm của nó nha anh. Đây, cái ngàm của nó gài vô cái chỗ này nè, chứ không phải là bị lủng lỗ hay gì đâu mấy anh nha. Để mà anh không biết mà nói ủa cái con này nó bị cấn móp hay gì rồi em ơi, không phải đâu nha. Nó có cái ngàm này, để gài vô đây nè. Khi mà anh gắn đúng chiều nha, đúng chiều cái ruột với cái vỏ để cho nó gài lại á, nó không có bị tuột á. Nó thiết kế cũng rất là tinh ý ha. Đó. Lớp mạ vàng còn rất là đẹp mà anh. Đẹp lung linh, rất đẹp, nói chung là túm cái váy lại còn rất là đẹp. Đó. Con này là con phom nhỏ ha, dòng này có phom phom to và phom nhỏ, con này là con phom nhỏ nha, mắt lớp mạ vàng còn rất là đẹp nè.